Thiên Cha nói, sống niềm hy vọng, sa mạc sẽ nở hoa. Giáng sinh về nhà, một giám mục Philippines kêu gọi. Đức Thánh Cha tranh đấu cho người nghèo trong bài phát biểu tại Diễn đàn Toàn cầu 2016. Đức Thánh Cha nói, sống niềm hy vọng, sa mạc sẽ nở hoa. Hôm thứ Tư ngày 7 tháng 12, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu loạt bài giáo lý mới về niềm hy vọng Kitô hữu. Ngài nói rằng, trong thời đại hôm nay, chúng ta cảm thấy có nhiều bóng tối mà ta phải đối mặt. Những tội ác và bạo lực luôn vây quanh chúng ta. Những điều ấy làm ta cảm thấy chán nản, cảm thấy bất lực và có vẻ như bóng tối sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng không được để niềm hy vọng bỏ rơi chúng ta, Đức Thánh Cha nói, bởi vì Thiên Chúa với tình yêu của Ngài bước đi với chúng ta. Thiên Chúa không bỏ chúng ta một mình, và Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự dữ và đã mở ra cho chúng ta con đường của sự sống. Đức Thánh Cha tiếp tục rằng, điều quan trọng là trong mùa vọng này là thời gian chờ đợi, trong đó chúng ta chuẩn bị tiếp đón một lần nữa mầu nhiệm an ủi của sự nhập thể và ánh sáng của lễ Giáng sinh. Suy tư về niềm hy vọng thật là quan trọng. Chúng ta hãy để Chúa dạy chúng ta biết hy vọng có nghĩa gì. Đức Thánh Cha cho biết, trước hết Thiên Chúa nói với vị ngôn sứ, hãy an ủi dân Ngài và sau đó chuẩn bị một con đường cho Thiên Chúa. Sứ điệp mà Thiên Chúa gửi đến qua miệng ngôn sứ trong bối cảnh dân đang chịu cảnh lưu đày ở Babylon và dân chúng được nghe nói rằng có thể trở về quê hương qua một con đường được làm cho thoải mái, rộng rãi, không có thung lũng và núi đồi. Như thế, chuẩn bị con đường ấy có nghĩa là chuẩn bị một con đường của ơn cứu độ, một con đường của giải thoát khỏi mọi chướng ngại và vấp ngã. Đức Thánh Cha tiếp tục rằng, chính các lời này của ngôn sứ Isaiah đã được Thánh Gioan Tẩy Giả dùng trong lời rao giảng, mời gọi hoán cải. Ngài nói thế này, có tiếng kêu trong sa mạc, hãy dọn đường của Chúa. Đức Thánh Cha cho biết, vào thời của Chúa Giê-xu, dân Israel một lần nữa sống trong kiếp lưu đày, bởi vì họ ở dưới sự thống trị của Roma, khiến cho họ là những người xa lạ trong chính quê hương của mình, bị cai trị bởi những kẻ xâm lăng quyền thế, quyết định về cuộc sống của họ. Nhưng lịch sử đích thực là lịch sử mà Thiên Chúa đã viết với các người bé mọn của Ngài như Zacharia và Elizabeth, Maria và các mục đồng. Chúng ta đã nhìn thấy những kẻ bé mọn và đơn sơ ấy chung quanh Chúa Giê-xu Giáng sinh. Họ là những người bị khinh miệt và không có giá trị gì. Họ là những kẻ bé mọn nhưng đã biết tiếp tục hy vọng và đức tin này của họ đã khiến họ trở nên lớn lao. Niềm hy vọng là nhân đức của những kẻ bé mọn. Đức Thánh Cha kết luận, vậy chúng ta hãy để cho mình được dạy dỗ về hy vọng. Chúng ta hãy trung tín chờ đợi Chúa đến và bất cứ sa mạc nào của cuộc sống trong chúng ta sẽ vẫn trở thành một khu vườn nở hoa khi chúng ta hy vọng. Giáng sinh về nhà, một giám mục Philippines kêu gọi. Với việc ngày lễ Giáng sinh đang dần bị thương mại hóa, một giám mục Công giáo Philippines đã khuyên người dân trở về quê nhà nhân dịp này để dành nhiều thời gian cho gia đình thay vì chỉ đi mua sắm và buôn bán. Đức cha Roberto Santos, Chủ tịch Ủy ban các giám mục về người di cư và dân lưu động nói, hãy cùng gia đình tới nhà thờ, chứ đừng dành hầu hết thời gian ở các khu mua sắm và buôn bán. Ngài nhận định, mùa Giáng sinh là cơ hội để người lao động Philippines ở nước ngoài dành thời gian quý báu cho gia đình khi họ về quê, thay vì chỉ đi mua sắm. Vị giám chức nói tiếp, khi trở về Philippines nhân dịp Giáng sinh, thì hãy thường xuyên ở bên con cái mình, nói chuyện với chúng, kể cho chúng nghe những câu chuyện và cùng ăn uống với chúng. Hãy làm cho thời gian này trở nên quý báu cùng với gia đình. Đức giám mục Santos tóm tắt đề nghị của mình với ba chữ S trong tiếng Anh có nghĩa là dành nhiều thời gian cho nhau, chia sẻ cho nhau những câu chuyện và tiết kiệm tiền.
Ngài cũng nhắc nhở những người Philippines làm việc ở nước ngoài và gia đình của họ về cách tiêu xài khôn ngoan. Hãy tiết kiệm và không phô trương, Đức Giám Mục nói. Vị giám mục của Balanga cũng nhắc nhở thêm rằng, ngoài việc dành thời gian cho những người thân yêu của họ, thì cầu nguyện cũng là một khía cạnh quan trọng của Giáng sinh. Philippines là một trong những quốc gia có nhiều lao động ở nước ngoài. Họ thường về nhà trong dịp Giáng sinh để đoàn tụ với gia đình. Hiện có khoảng 10 triệu lao động Philippines ở nước ngoài trên toàn thế giới, tại 170 quốc gia. Đức Thánh Cha tranh đấu cho người nghèo trong bài phát biểu tại Diễn đàn Toàn cầu 2016. Rome Report cho biết, Diễn đàn Toàn cầu 2016 tập hợp các nhà điều phối hàng đầu đến từ nhiều công ty khác nhau trên khắp thế giới đã nói về thách thức thế kỷ 21, sự thành hình của những hiệp ước xã hội mới. Là một khách mời vinh dự, Đức Thánh Cha Francisco đã có bài phát biểu trong đó. Ngài nói lời cảm ơn các tham dự viên vì sự quan tâm của họ đến những vấn đề quan trọng của toàn cầu như chiến tranh buộc người dân di cư và đói nghèo. Ngài nói, tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến tất cả các bạn và những điều các bạn đang làm để thúc đẩy phẩm giá con người trong các tổ chức xã hội và các mô hình kinh tế của chúng ta, cũng như việc hướng sự chú ý đến những người thường bị xã hội lãng quên. Đó là hoàn cảnh của người nghèo và những người tị nạn. Đức Thánh Cha kêu mời họ nghiên cứu thêm những mô hình kinh doanh sáng tạo mà nó có thể giúp đỡ những người bị thiệt thòi. Ngài cũng nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Đức Francisco nói, thách thức lớn nhất của chúng ta là làm thế nào để đáp ứng lại mức độ bất công trong xã hội toàn cầu bằng việc thúc đẩy phát triển địa phương và thậm chí trách nhiệm cá nhân để không ai bị loại trừ trong việc tham gia dấn thân vào xã hội. Có 20 thuyết trình viên đã tham gia trong hội nghị được tổ chức ở Rome và Vatican này.